anh chị em thân mến hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa về Chúa Nhật Thăng Thiên năm C. Giờ đây kính mời anh chị em đứng chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu nói, có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống sau đó người dẫn các ông tới gần betania rồi giơ tay chúc lành cho các ông và đang khi chúc lành thì người rời khỏi các ông và được đem lên trời Bây giờ các ông bái lại người rồi trở lại jerusalem lòng đầy hoan hỷ và hàng ở trong đền thờ mà chúc tụng thiên chúa xin mời anh chị em ngồi anh chị em thân mến. Hôm nay toàn thể giáo hội công giáo mừng biến cố Chúa Giêsu thăng thiên. Khi cử hành biến cố này, giáo hội không đơn thuần nhắc lại một sự kiện, một biến cố, nhưng là xác tín lại một niềm tin. Vâng, một niềm tin Niềm tin về quê hương đích thật của con người không phải ở trần thế này thưa anh chị em Nhưng ở núi thánh của Thiên Chúa Được hiệu là trốn trời cao Điều đó cũng có nghĩa là Thần xác con người tuy được cấu tạo bởi những yếu tố hữu cơ Nhưng nhờ cái chết của Chúa Kitô trên thập giá Yếu tố hữu cơ ấy đã bị huy bỏ và thân xác được thân hóa qua việc Chúa Giêsu đã sống lại và ra khỏi mồ, ra khỏi thế gian hư hoại để biến thân xác đó thành bất tử và được dự phần vào sự sống vĩnh hằng với Thiên Chúa, nơi để sự sống đó hiện hữu chính là chốn trời cao. Vì thế việc lên trời của Chúa Giêsu tiếp nối sau biến cố phục sinh của Chúa là một tiến trình của nhiệm cục cứu độ. Nhiệm cục đó khởi sự do đấng ở ngự trên trời cao, như Thánh Phaolô đã khẳng định. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng Ngài đã trút bỏ vinh quang để mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phạm nhân sống như người trần thế và sau khi đã hoàn tất sứ vụ người trở về nơi người phát xuất trốn trời cao trở về không có nghĩa là chấm dứt nhưng như lời Chúa Giêsu phán thầy đi để dọn chỗ cho anh em nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy. Để thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Như vậy, thưa anh chị em, Chúa về trời là để tiếp tục sứ vụ cứu chuộc qua việc dọn chỗ cho những người thuộc về Chúa. Để Chúa ở đâu, họ ở đấy với người. Việc dọn chỗ trước tiên Chính là người gửi thánh thần xuống trên các tông đồ để các ngài đi loan báo tin mừng qua nghe người ta tin và nhờ đó họ được cứu độ. Quả thật chỗ mà Đức Kitô dọn cho chúng ta không là một nơi không gian ba chiều theo vật lý nhưng là nơi cư ngụ của đấng vô thủy vô chung, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian, không lệ thuộc vào bất cứ một điều gì liên quan đến cấu trúc của thế giới này, thưa anh chị em. Bởi thế giới này chẳng có gì là tồn tại vững bền. Vâng, nơi mà Đức Kitô lên ngự chính là nơi được xây lên bởi những viên đá tình yêu nơi đó không bao giờ bị hủy diệt như thánh phaolô đã khẳng định đức mến không bao giờ mất được mất làm sao được thưa anh chị em vì nơi đó không có hận thù ghét ghen không có đố kỵ vì thế không có mầm mống của đau khổ và chết chóc Nơi đó chỉ có bình an và hạnh phúc Không có hủy diệt chỉ có trường tồn Không có bóng tối chỉ có ánh sáng Không có sự chết chỉ có sự sống Vì viên gạch tình yêu làm nên nơi ở Luôn thấm được điều mà Thánh Phaolô đã nói Nơi đó toát lên sự hiền hậu Không ghen tường Không vanh vang Không tự đắc không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Thánh Doan đã minh định, Thiên Chúa là tình yêu và ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Thánh nữ Teresa hài đồng giê -xu đã cảm nghiệm được niềm vui của người ở trong tình yêu của Thiên Chúa. Ngài nói, tình yêu chỉ mong ước được trao hiến. Tôi cảm thấy tình bác ái đi vào trong tâm hồn tôi Nhu cầu phải quên mình để làm đẹp lòng Và từ đó tôi cảm thấy hạnh phúc Đó không phải chỉ là hạnh phúc mà thôi Nhưng còn là niềm vui mừng sâu xa nữa Đấy chính là tâm trạng của người ở chốn trời cao Nơi Chúa Kitô dọn cho Đức Giáo Hoàng Phan Cô trong bài giảng vào ngày 17 tháng 4 2013 đã khẳng định rằng chúng ta nhờ ơn Chúa Thánh Thần đã được thánh hiến để trở thành con của Thiên Chúa, được gọi Thiên Chúa là cha. Vì thế, mỗi người chúng ta đều có niềm hy vọng được đến nơi ở mà Chúa Giêsu đã dọn Ngài nói: Chúa Thánh Thần tạo ra trong chúng ta tình trạng làm con cái Thiên Chúa mới này. Và đây là món quà lớn nhất mà chúng ta nhận được từ mầu nhiệm vượt qua của Chúa Giêsu. Và Thiên Chúa đối xử với chúng ta như những người con. Ngài hiểu chúng ta. Ngài tha thứ cho chúng ta Ngài ôm ấp chúng ta và yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta lầm lỗi. Trong cựu ước, ngôn sứ Isaiah nói rằng mặc dù một người mẹ có thể quên con mình, nhưng Thiên Chúa chẳng bao giờ quên chúng ta, chẳng bao giờ thưa anh chị em. Và điều này tuyệt vời. Vì nhờ đó, mà chúng ta được trung hưởng vinh phúc trong vương quốc của thiên chúa tuy nhiên việc đón nhận hồng phúc đến ở với chúa không là một ân ban mang tính thụ động nhưng đây còn là một lời mời gọi hãy mang ân ban đó đến cho người khác như vậy Thưa anh chị em, việc dọn chỗ không là công việc riêng của Chúa Giêsu về trời, mà là còn là công việc của chính chúng ta. Những người môn đệ của Chúa, những người con được cha yêu thương. Quả thật, Chúa Giêsu đã chỉ thị rõ ràng rằng người môn đệ phải là chứng nhân về công trình cứu chuộc chứng nhân về ân ban được làm con Thiên Chúa và được bước vào vương quốc của sự sống. Quả thật, việc loan báo công trình cứu chuộc của Chúa thuộc về bản chất của đời sống Kitô hữu của chúng ta. Bởi qua phép rửa, chúng ta được tháp nhập vào nhiệm thể của Chúa Kitô được trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, được dự phần vào nhiệm vụ của Chúa Kitô, tức là được dự phần vào việc dọn chỗ ở trên trời của Chúa. Vì thế khi cử hành biến cố thăng thiên cũng là lúc chúng ta minh định nhiệm vụ loan báo tin mừng của chúng ta. Có như thế chúng ta mới hiểu được tâm tư của Thánh Phaolô. Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng là chứng tá về một cuộc sống mới mà Chúa Kitô đã trao ban cho chúng ta qua cái chết và sự phục sinh của người. Và nói tới một nơi cư ngụ vĩnh cửu mà người dọn sẵn qua biến cố thăng thiên của người. Có thể nói rằng giữa cuộc đời trần thế chất chứa bao nỗi muộn phiền chúng ta những người kỳ hữu còn có một cơ hội để kín múc được niềm vui và hạnh phúc địch thật bởi khi thi hành nhiệm vụ loan báo chúng ta trao ban cho lương dân niềm hy vọng niềm hy vọng về sự sống đời đời trong vương quốc của thiên chúa và thưa anh chị em khi chúng ta cho ai một niềm vui cũng là lúc chúng ta nhận được một niềm vui Niềm vui hy vọng chúng ta loan báo Không là một chuyện hảo huyền Nhưng đây là một thực tại Không thể nào không có Bởi chính Chúa Kitô là thực tại đó Và chúng ta cũng đang là chứng tá cho thực tại đó Một thực tại mà Thánh Doan Tông Đồ đã quả quyết Thật vậy, sự sống đã được tỏ bày. Chúng tôi đã thấy và làm chứng. Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời. Sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy, đã nghe. Chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giêsu Kitô con của người. Thưa anh chị em, sự sống của Thiên Chúa được tỏ bày nơi Đức Kitô. Ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy và vẫn nghe ngay chính trong cung lòng của giáo hội Đức Benedicto thứ 16 trong bài giảng ngày 29 tháng 4 2009 tại Roma đã quả quyết. Chính trong giáo hội mà Thiên Chúa hiện diện. Ngài tự hiến cho chúng ta trong thánh thể và ở lại đó để chúng ta thờ lại. Thiên Chúa nói với chúng ta trong giáo hội trong giáo hội thiên chúa đi dạo với chúng ta như thánh chếc mano đã nói trong giáo hội chúng ta nhận được ơn tha thứ của thiên chúa và học được sự thứ tha chúng ta làm chứng cho thực tại này thực tại của niềm hy vọng mai sau bằng chính thực thi điều kiến tạo nên nơi cư ngụ của thiên chúa đó chính là tình yêu và đây cũng chính là huấn lệnh của chúa ngài đã để lại trước khi người về trời các con hãy yêu nhau như thầy yêu các con lệ chúa chúng con cảm tạ chúa đã cho chúng con được dự phần vào công việc thánh thiêng dọn chỗ trên trời cho anh chị em của chúng con. Xin cho chúng con ý thức được hồng ân này để chúng con hăng say loan báo tin mừng, sống chứng tá cho niềm hy vọng mà chúng con đang hướng về. AMEN